Bây giờ thầy Nhân xin phép được gọi ba bên lên sân khấu để cho mừng tranh giải đêm nay. Xin mời bên bên 4A nắng lại sân khấu. Xin mời bên The Friends lên sân khấu ạ. Xin mời bên Thẩm Mỹ lên sân khấu ạ. Đề nghị các bên đứng theo đội hình của bên mình nha, không có đứng lộn bên ha. Tại vì sắp tới sẽ là một phần nữa là nóng bỏng như các bên để tranh giải. Xin hỏi fan hâm mộ của bên Lòng Mẹ The Friends đâu ạ? Còn bên Thẩm Mỹ thì sao ạ? Và bên thứ bé đâu? Bây giờ là thị uy thôi nha, chứ chưa phải là kết quả nha, mình mới làm nháp thôi. Bây giờ mình sẽ chấm thi như thế này, đó là sẽ dựa vào sự ủng hộ nhiệt tình của vị khán giả. Bây giờ quý vị đã nghe rất là kỹ ba tác phẩm của ba bên gia đình rồi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lên những người giám khảo rất là công tâm, đó là sẽ vỗ tay và ho reo. Bên nào mình thích thì phải ho reo, vỗ tay hết mình được không ạ? Rồi, bây giờ đầu tiên hát đó là bên nhạc The Friends với tác phẩm Lòng Mẹ. Nhiều người yêu mến quá. Tiếp theo đó là tác phẩm As Long As You Love Me và ban nhạc Thẩm Mỹ đi tới. Sao lại có sự cổ động từ trên sân khấu thế này? Và cuối cùng đó là ban nhạc Đứa Bé. Vậy là ai chiến thắng ta? Cả ba được. Bây giờ chung cuộc nè, bây giờ quý vị là chỉ chọn được một thôi, nếu như quý vị ăn gian quá vậy rất là khó cho mình quyết định. Bây giờ quý vị chỉ được chọn một và chỉ một bên thôi, và quý vị phải gọi tên ban nhạc đó được không ạ? Chứ không thì anh thấy được ban nhạc nào quý vị cũng có thể gọi lên lên nhạc, thế là mình không biết ban nhạc là thắng ha. Thế bây giờ quý vị dành cho quý vị 5 giây để suy nghĩ ban nhạc thích nhất được không ạ? Và mình chỉ được gọi tên ban nhạc thôi nha, không có được gọi tên ba ban nhạc một lúc nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu lại nè, ban nhạc The Friends, ban nhạc Thẩm Mỹ, ban nhạc 4A. Chuẩn bị chưa? Chạy yếu quá, chuẩn bị chưa? Rồi bây giờ đếm nha, không có được ai gọi trước nha. 1 2. Rồi, đã trung tâm thông tin đã tiếp nhận thông tin đầy đủ. Và ban nhạc chiến thắng trong Battle of Melodies năm nay đó là ban nhạc 4A. Xin chúc mừng ban nhạc 4A. Và sau đây xin mời một nhân vật rất quen thuộc với tất cả quý vị phụ huynh và các em học sinh, đó là Miss Han lên trao giải thưởng cho cả ba ban nhạc. Miss Han trao lộn để thử. Và cuối cùng đó là ban nhạc The Friends. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ tôi rất là muốn trước khi ba ban nhạc xuống thì chúng ta cùng mở món quà của đêm kiếp hôm nay để xem đó là gì. Bí mật, bí mật, bí mật. Đó là cái gì? Megastar, vé đi xem phim của Megastar. Chúc cái gia đình chúng ta sẽ có những giờ phút vui tươi cùng âm nhạc, và không như vậy vui tươi cùng nhau và luôn hạnh phúc với nhau, phải không ạ? Cảm ơn ba ban nhạc 4A, Thẩm Mỹ và The Friends.
người giám khảo công tâm hôm nay đó là quý vị khán giả. Cảm ơn.